Ôi dồi ôi, Đặng Văn Lâm mà còn phải hỏi nữa. Riêng em đúng gu để đúng gu luôn hết. Mặc dù là cái gu của em lắm, vốn dĩ là phải hơi mắt một mí và trông hơi kiểu tàu tàu, hơi hàn hàn một tí. Nhưng mà riêng anh Đặng Văn Lâm, hay còn được biết đến là anh Lâm Tây, không hiểu sao nhìn anh Lâm Tây mà em cũng gọi là xoắn hết cả lên. Em cảm thấy nó rộn rực, nó rạo rực ở trong cái con tim này này. Mà chưa kể em nói với chị em biết này, có một thời nhá, nó rộ lên cái gọi là cái clip mà này nọ của anh Văn Lâm ở trên Twitter đấy. Đấy, người ta chứng minh bằng cái nốt ruồi ở trên tay của anh Đặng Văn Lâm này. Ôi dồi ôi, thôi thì không muốn tin thì cũng đành phải tin thôi. Ôi ôi, nó đúng cái gọi là cái gì nhở, cái củ khoai mà mình yêu thích. Mà đúng là tính ra ngẫm ra các anh thủ môn là cũng ok đấy chứ nhở. Đấy anh Bùi Tiến Dũng này đấy, cái kiểu ở trong chung chung hàn hàn nhật nhật đấy nhở. Các loại thủ môn của nhà mình đúng thực sự chất lượng luôn. Ôi các anh nếu mà có biết đến em thì em xin gửi một lời yêu thương tới anh Bùi Tiến Dũng à, đúng ta. Đấy anh Bùi Tiến Dũng, mí cả là anh Đặng Văn Lâm nhá. Ôi dồi ôi, hai anh yêu dấu ngon 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 ngon.